Xin chào các bạn, Tuyên đang trên đường đến câu lạc bộ người cá tuần 14. Thì tuần này Tuyên đi trễ, 4 giờ là tổ chức thi sự kiện người cá, mà bây giờ là 4 giờ 20 mà Tuyên vẫn còn trên xe. Nguyên nhân là rước cái thằng đệ tử này nè, thằng đệ tử mê game này nè. Các bạn biết nóc này là ai không? Benly Showbiz, người cá Showbiz. Vậy Ben muốn nổi tiếng là người cá thích chơi điện tử hay là muốn là người cá coi phim ạ? Ồ vậy được. Ủa cái này không có nãy giờ coi phim hả? Ừ vậy được. Ben là không có, Ben không có được thích chơi điện tử nha. Ben trở thành người cá rồi mà thích chơi điện tử là không có tốt đâu á, hiểu không? Chơi điện tử không? Giỏi quá. Ben toàn là coi phim không ạ? À Ben toàn coi phim không, vậy mới là người cá showbiz chứ đúng không? Rồi nguyên nhân thứ hai là tôi rước thầy cá mập nữa, thầy cá mập của hiệp hội BDIC. Tới nơi rồi, Ben muốn làm phụ tá của tiên cá không? Dạ. Phụ tá của tiên cá là phải xách đồ cho tiên cá, chịu không? Ben là trung úy rồi không? Trung úy nữa Ben. Oh, how tall are you? How tall are you? Yeah, very big and high. Yes. Like a white shark, huh? Pretty much, yeah. Oh, I'm like you, you know? Mua vé bơi, Ben ơi! Sao bữa nay đông dữ vậy? Thấy có tiêu un nên là nó mới đông với các bạn. Sao đông dữ vậy? Ơi, xin chào. Xin chào. Xin chào các bạn, đến rồi hả? Xin chào nữa. Dạ, xin chào chị. Hồi nãy chị đợi em từ rất lâu đúng không? Không, chị cũng mới đến thôi. Chị cũng mới đến hả? Còn mấy phụ huynh? Nguyên khu này luôn. Dạ. Nguyên khu này luôn nè. Nhưng mà xích qua. Dạ. Để đồ ở đây được không? Xong được. Được, để đồ. Không, để gom đồ vô chỗ phụ huynh giữ giùm. Dạ. Mua vé mấy ngày đồ. Mua vé trên phòng nè. À cô ơi, để gom ở đâu? Tập trung lên. Biến hình người cá. Đăng ký học bơi. Tôi hướng dẫn mi mặc đuôi cá nha. Bạn người cá Abraham chỉ cho bạn Benjamin đi. Rồi mấy bạn người cá tập hợp lại đây đợi tôi ra tôi hướng dẫn bơi nha. Ok. Có luôn. Yeah. Tập hợp lại hết đi. Ủa, sao hôm nay vậy còn nở quá vậy trời ơi? 10 người hả? Ngại em cũng có một bạn mới vào sớm hơn trời ơi á. Cái xong bạn tôi vô trễ quá, mẹ bạn đó kêu bạn đó về về luôn. Vậy hả? Chúc mừng nha. Sao Ben em không giữ bạn lại? Nhưng mà sao bạn đó không, em không giao lưu với bạn đó hả? Vậy hả? Vậy luôn hả? Em muốn làm người cá luôn hả? Bán đuôi cá trong này nè. Vô gặp chị nè. Muốn làm... Đúng rồi. Có hai bạn ngồi đây, các bạn cứ hỏi em á. Đang mua đuôi cá ở đâu? Em nói là lâu lắm có tôi ôm đi mà mấy bạn đó cứ hỏi hoài. Candy tới rồi hả? Tập trung mấy bạn người cá lại đi. Em hỗ trợ. Ben mang vô, hỗ trợ Ben. Lại đây. Tập hợp lại mấy người cá, tập hợp lại đây tôi nói chuyện cái coi.
bạn người cá tập. Rồi ai là người cá thì bơi lại đây tôi nói chuyện cái nè. Ok. Nè mấy bạn nghe tôi nói nè. Hôm nay á chúng ta có sự xuất hiện của một số bạn người cá mới. Một số cá mười bạn. Này bạn này em tên gì? Hả? Bạn này là bạn tên My nha, người cá My. Còn này là bạn người cá Ben. Rồi sự xuất hiện trở lại của bạn người cá. Người cá gì? Người cá bóng. Có sự xuất hiện trở lại của bạn người cá bóng. Rồi ai là người cá mới nữa? Rồi có hai bạn người cá mới nữa nè, chưa biến hình. Hai bạn này sẽ trở thành người cá. Hai em lại đây giới thiệu tên với mấy bạn. Hôm nay có sự xuất hiện của một thầy người cá từ Canada đến làm việc chung với hiệp hội BDIC với Tion ở Mỹ. Thì thầy đó tới nè. Nói chào hello với thầy đó đi. But in Vietnamese they call me mập. 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 Gọi thầy đó là cá mập. Thầy cá mập. Chúng ta có thầy người nhái, thầy cá mập. Cá mập trắng, white shark. He said call you white shark. That's guy. Ok. Rồi bắt đầu chuẩn bị tôi xuống nước tập luyện với các em nha. Xin chào gia đình Mỹ Nhân Ngư, Viviani, Julie. Bữa nay là nhớ đồng bọn đi tới chơi thôi chứ không có đi bơi được còn bệnh. Rồi Mỹ Nhân Ngư bơi được không? Bạn hay chút xíu nữa đi qua nhà hát thành phố rồi. Rồi vậy qua chơi thôi đúng không? Ok. Vậy là thông báo. Rồi. Những người cá mà đi Mũi Né tuần này đâu rồi? Giơ tay, giơ tay. Đi đâu đi ơi? Đi Mũi Né. Bé hỏi mẹ. Ủa, đi Mũi Né nữa hả? Không. Bây giờ tôi sẽ công nhận những bạn người cá xuất sắc nhất. Ôi, em biết rồi. Có sức mạnh tốt nhất sau chuyến đi Mũi Né mà không bị bệnh. Chính là Luna. Đứng hạng đầu tiên. Tới lúc đó là tới Candy. Và tới Lucy. Em bị mất ngủ rồi chứ em không có gì hết. Và bạn Julie Kim. Rồi chúc mừng Julie Kim nha. Nghe đây Candy, Luna, Lucy. Mấy em là người cá khỏe mạnh đã vượt qua thử thách ở tuần 13. Đó là đi chơi rất xa ra tới Mũi Né về mà không bị bệnh. Đúng rồi. Nên bây giờ cái chương trình quà tặng tuần này là chắc chỉ có nhiêu đây bạn Thi thôi đúng không? Có luôn, em cũng chơi luôn. Thì các em mới là người cá mạnh nhất đúng không? Yeah, mà cho em không có gì 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 để mà em có đi đâu mà được tính khỏe mạnh. Ba người cá khỏe mạnh là đây nè. Bây giờ những bạn người cá có liêu bồ bơi cùng nhau 10 vòng. Wow. Liêu bồ 1, mấy em á Candy, Lucy, Luna, Abraham. Rồi Abraham dẫn đầu ba bạn này ra ngoài đây bơi nha. Bơi nó đuôi thẳng hàng nha. Rồi những bạn người cá mới đâu? Jackson qua bơi với chung với mấy bạn 10 vòng. Mấy bạn đang bơi. Rồi hai em. Hai em nè. Bây giờ anh kiểm tra hai em nha. Melly với em bốn em bơi theo Tion. Tion kiểm tra khả năng bơi của mấy em 5 vòng. Bơi chung với Tion đem mắt kính vô. Rồi
chuẩn bị làm người cá đúng không? Rồi bạn người cá bóng bơi theo tiêu luôn bốn bạn này. Em biết bơi chưa? Em biết bơi chưa? Rồi bơi theo dưới tiêu luôn năm em. Xuống lắc đuôi một cái đến 1 2 3 thở ra bằng mũi kéo tay ếch nha, ngẩng mặt lên làm ở đây trước đi. Đúng rồi, em sẽ bơi chung với bạn Candy, bạn ấy sẽ kèm chung cho em. Lắc chân một cái đến 1 2 3 thở ra bằng mũi kéo tay ngẩng mặt. Những bạn người cá có level sẽ kèm cho những bạn người cá sơ sinh. Rồi Luna sẽ kèm cho bạn Nhân nha. Lắc chân giống như tôi anh hướng dẫn, xong rồi đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, rồi kéo tay ếch, ngẩng mặt lên, hít hơi vào nha. Em mà bơi không được thì em nhìn bạn Luna sẽ bơi chung với em. Rồi, bạn Lucy sẽ kèm cho bạn. Em chung với Luna cô. Tập trung đi, kèm cho những bạn người cá sơ sinh, em muốn lên level không? Muốn lên level phải hỗ trợ cho những người bạn người cá sơ sinh mới được lên level. Nhưng mà bạn ấy chưa có level. Rồi đi thôi, đem mắt kính vô, tập trung ra đây bơi. 1, 2, 3 bắt đầu. Abraham, em sẽ bơi chung với Tiêu.
Okay. Ok. Rồi, mấy bạn ra. Bơi nối đuôi nhau. Em ra đây bơi với Tiều. Em không có tính luôn. Em không có tính luôn. Thôi, cái hồ này sao có đang nhìn được. Ok. Em chưa biết bơi ếch hả? Chưa biết bơi gì luôn hả? Ê, bạn này chưa biết bơi. Em chưa biết bơi hả? Em chưa biết bơi, em chưa bơi. Nha, để em bơi thêm mấy bạn. Em theo bạn là vậy đó, đợi cho bạn đi chung với mình. Coi bạn nào bơi không được em bơi theo kèm theo bạn, hiểu không? Mình vậy mình mới mạnh, người cá giám sát được tất cả. Sau khi kiểm tra kỹ năng bơi lặn của các bạn người cá mới và những bạn người cá cũ thì bây giờ chuẩn bị đến phần thi chính thức của sự kiện câu lạc bộ người cá tầng 14, đó là thi tặng quà. Ok. Nghỉ ngơi xíu. Ủa bé trai làm sao em? Bé trai thì học được, còn bé gái thì chưa biết bơi à. Nó bơi yếu lắm. Tập mất thời gian. Giờ bé này thì được. Rồi giới thiệu với các bạn chương trình quà tặng của ngày hôm nay tại câu lạc bộ người cá tầng 14, đó là tặng búp bê tiên cá. Búp bê tiên cá sao bị mấp mấp à? À dạ, búp bê tiên cá. Tay bơi người cá. Kính bơi thợ lặn, búp bê handmade và áo ráy cá. Thì bây giờ chuẩn bị vô cái chương trình thi nha. Hai cái bạn mà những bạn người cá mới đến hôm nay đâu? Ờ, ăn xong rồi anh qua anh tặng quà cho em nha. Rồi, chương trình hôm nay tôi sẽ có quà tặng cho những bạn người cá sơ sinh. À, với lại nghe nói là có bạn người cá sơ sinh nào đến sớm quá mà không gặp Tiun là về trước, thì Tiun cũng xin lỗi nha. Bởi vì sao vậy con tụi em? Em là người cá có level rồi. Ủa vậy không có được quà hả? Có được quà luôn chứ, nhưng mà mấy quà này mấy em phải thi để có. Còn những người cá sơ sinh mới đến là được tặng áo ráy cá, áo kêu gọi ráy cá. Thôi không muốn áo kêu gọi ráy cá, ta lấy hết về. Thôi bậy. Bây giờ thầy cá mập Richard sẽ hỗ trợ phần tặng quà áo ráy cá cho các bạn người cá sơ sinh. Ờ, thầy cá mập mà nên phải bự thôi, kệ đi. Rồi mấy em ra, thầy cá mập tặng quà cho mấy em, gieo duyên với mấy em, nhưng mà mấy em đừng có mập như thầy cá mập nha, không có tốt cho sức khỏe đâu đó. Cá thì uống nước ngọt quá trời luôn. Đúng rồi, thầy cá mập mà. Ok, em đi. Vừa mập mà vừa cao nữa. Ok mấy em ra. Yeah, I have t-shirt is for all of them. Yeah, for them. So I guess it's for you though. And you? Cho em một cái mẹ ơi. Từ từ kìa, lấy quà kìa. Not for you. No, not for you. Not for you. And that one? For me? Yes. Small a little bit. Okay. What else? Yeah, thanks. One for you? Yeah. And now we have mini game for the all the students play to take this game. Yeah, okay. Rồi các em chuẩn bị thi phần thi sự kiện của người cá chưa? Hồi nãy ở cái phần mà hỗ trợ các bạn người cá sơ sinh đó, là mấy em phải bơi theo hướng dẫn cho các bạn và bơi đều với các bạn đúng không? Thì bây giờ cái phần thi thứ nhất này cũng vậy, mấy em phải bơi. Bạn nó không có đuôi đâu, sao có heo cậu? Bạn nó bơi
thì em phải cố gắng điều khiển hơi thở và nhịp đuôi của em làm sao cho chậm bằng bạn ấy. Ôi vậy bây giờ thi sao vậy? Đồng đội của nó đã là các em sẽ thì anh không biết bạn nào mà bơi đều với đồng đội của mình là thắng. Còn những bạn người cá, các bạn người cá sơ sinh đã đều có quà hết rồi, nên cái phần thi này chỉ cần cái người cá hỗ trợ bơi đều với đồng đội là người cá hỗ trợ thắng, hiểu không? Bạn nào mà cách xa đồng đội của mình quá một giang tay của Tion, một cánh tay của Tion là 1 mét nè, cách xa quá 1 mét là sẽ thua và Tion sẽ chấm điểm. Nhưng mà họ có gì mất tao với đâu đúng không? Hả? Đúng rồi, Kenny bơi chung với My nha. Rồi Luna sẽ bơi chung với Nhân nha. Em bơi chung với bạn cá bóng. Ok. Rồi hai bạn kia bơi chung với nhau rồi bắt đầu ra. Phần thi này hơi bị khó nha. Có luôn. Đúng. Phần thi thứ nhất, bơi một vòng từ đây qua bên kia rồi quành về. Phần thi này là phần thi một nhịp. Anh cho em bơi khó quá vậy. Các bạn ra đây đứng để bơi song song cùng với nhau từng cặp bơi. Tion sẽ chấm điểm từng cặp. Qua đây, nhanh lên. Từng cặp bơi ra nha, bơi một nhịp hết nha. Các em sẵn sàng hết chưa? Ai sẽ là cặp đi đầu tiên? Cặp đó đi đầu tiên rồi, cặp nào đi thứ hai? Rồi, 1, 2, 3. Cặp của Luna đi cuối nha. Bơi đều nhau nha. Lucy bơi rất đều và nhanh, được điểm 10. Cặp của bạn Candy bơi rất đều luôn, được điểm 10 luôn. Cặp của bạn Jason bơi hai bạn cách xa nha, quá không có đều gì hết trơn, nhanh hơn chút xíu điểm 0 luôn. Nó dở thôi, cho được điểm 8 ha. Điểm 8. Cặp của bạn Luna bơi cũng rất đều, cho điểm 10 luôn. Rồi, Luna, Candy và Lucy là bơi đều rất tốt. Bây giờ vô tới vòng thứ hai là mấy em sẽ lặn 3 nhịp. Mấy bạn người cá sơ sinh không cần phải lặn, chỉ có những bạn người cá thi sự kiện hôm nay mới lặn, là mấy bạn phải lặn 3 nhịp mà làm sao mà phải bơi đều. Em lặn 3 nhịp nhưng mà vẫn đều được với bạn này thì em thắng. Ok. Candy nghe rõ không? Phải lặn 3 nhịp nhưng mà vẫn giữ khoảng cách với bạn này. Không. Em khỏi cần lặn, em chỉ bơi một nhịp thôi. Bơi một nhịp sao? Hai nhịp bơi cho Ben xem. Nãy giờ Ben bơi làm sao? Thì Ben bơi y chang vậy, còn mấy bạn thi là mấy bạn phải nhịp đuôi 3 lần mà vẫn đều với mấy bạn kia. Phải lặn xuống. Ai mà bị khoảng cách xa hơn bạn là bị trừ điểm nha. Nhớ nha, giữ khoảng cách đều nha. Đúng rồi, ba em là phải lặn xuống. 1, 2, 3. Mấy em hiểu rõ chưa? 3 nhịp nhưng mà vẫn đều nha. Đúng rồi. Chỉ cần giữ khoảng cách đều với các bạn thôi nha. Không được cách xa bạn quá một giang tay là bị trừ điểm nha. Ai mà giữ khoảng cách đều nhất với bạn là thắng. Có 3 đội được 10 điểm, 1 đội được 8 điểm ở vòng 1. Họ sẽ cộng lại điểm tất cả vòng thi. Ai nhiều điểm nhất được tặng quà. Ê, đội nào nhiều điểm trước là được tặng lấy quà trước đó nha. Là được chọn quà trước đó. Nhiều điểm trước là được chọn quà trước. Còn mấy đội ít điểm hơn là phải
chọn hoài sao? 1, 2, 3 bắt đầu. Ai mà dừng lại đều sẽ bị trừ điểm. Đội của bạn người cá Lucy được 10 điểm, bơi rất là đều nha. Cái phần này là quan trọng là cái bạn Thi, mà bạn Thi là bạn Lucy mà bạn lặn xuống. Bạn lặn xuống rồi bạn nổi lên đúng 3 nhịp đều 10 điểm. Mà bơi nhanh nữa chứ. Đúng không? Rồi tiếp theo. Bạn người cá Luna. Để nhớ lại coi. Lặn em có lặn xuống 3 nhịp không ta? Lặn xuống 3 nhịp. Nhưng mà bạn đồng đội của em thì bơi có lúc hơi bị nhanh hơn em. Với lại có khi bị dừng lại. Đáng lẽ là em không được dừng lại. Bạn mà dừng lại thì em vẫn là làm động tác 3 nhịp rồi em nổi lên, hiểu không? Mà em dừng lại em đợi bạn luôn. Nên cho em 9 điểm. Rồi. Em đội của em cũng được 9 điểm luôn. Cái gì vậy? Vậy là Luca này thắng rồi. Chưa mà. Rồi đội của bạn Jason. Dạ. Bạn bên bạn ôm em không mà. Không điểm của em sao nữa anh. Thôi 8 điểm đó. Tại bị cách xa nữa. Ôi đâu có cách xa đâu thầy. Rồi trải qua 2 vòng thi là cộng điểm rồi đi. Đội nào được bao nhiêu điểm bạn? Đội này nhiêu? 20. 20 điểm rồi đội. Đội của em nhiêu? 19. 19. 16. 19 còn đội này 16. Bây giờ tới phần thi thứ 3 nè. Ở bên kia. Phần thi thứ 3 sẽ là lượng 5 nhịp. Nhớ 5 nhịp chân lượng tay vuốt nước nha. Rồi đội nào bên trước đúng không? Đúng không? Đội này thứ 3. Luna thứ 4. Kia bạn nói xin lại. Đội thứ nhất bắt đầu. Rồi sai rồi. Chúc ơi. Rồi sai luôn. Tiếp. 3. Rồi luôn nè, qua luôn đi. Tiêu chấm điểm. Chắc tôi chấm điểm luôn á. Chắc xanh qua đây chấm điểm qua đây. Bạn này ở dưới em để nhớ lại coi. Ở phần thi thứ 3 này, đội của bạn Lucy á bơi được tốt đều, nhưng mà kỹ thuật của bạn Lucy bị sai. Lắc đuôi 5 nhịp, lấy tay vuốt nước nở mặt lên. Mà em không có vuốt nước nở mặt lên mà em cào nước giống như là cuốn. Em như em đi cào nghe không? Em cào nước với lại cái tay em không vuốt nước dày. Cái tay em bị nên đội của bạn Lucy sẽ được 8 điểm. Đội của bạn Candy cũng bị cái lỗi sai giống như bạn Lucy. Mặc dù bạn Candy bơi lướt nước rất là tốt, khi nổi mặt lên thì không có cào nước giống như bạn Lucy, nên cho bạn Candy 9 điểm. Yeah. Tiếp theo, đội thứ 3 của bạn Jason. Bạn Jason thì cái tay, kỹ thuật tay của bạn Jason giống như kỹ thuật của phần bài 1 quá. Anh nói là lấy tay vuốt nước mà chứ đâu có phải kéo tay ớt đâu. Nên em bị, em sai luôn, tay ớt cho em 8 điểm. Rồi bạn Luna đâu? Em đây. À,
xin thông báo đội của bạn Luna, cái tay của em vuốt nước rất tốt, cho em 10 điểm. Yeah. Rồi bây giờ cộng điểm đi mấy em. Em được 1 vòng 10 điểm, 1 vòng 9 điểm. Cộng điểm, cộng điểm. Em 29 điểm. Em 24 điểm. Em 28 điểm. Em 29. 29. 29. 29, 28. Em nhiêu? 24. 24. Là đều ở trên bàn đó là đều có 4 phần quà đó. Bạn nào điểm cao nhất thì được chọn quà trước. Cho em rồi. Em nữa mà. Cái này em 29 hả? Này cũng 29 hả? Cho 29 hả? Này 28 hả? 24. Ừ, không có quà. Rồi 29. 29 với 29 quảnh tù xì đi. Công bằng nè. Quảnh tù xì đi, có ai trước coi nè. Con muốn con búp bê quá. Cứ lặng của tôi. Thì quảnh tù xì đi. Em mát đi, còn bước bê em mát. Thì quảnh tù xì đi, chưa biết mà. Ngoài quảnh tù xì là có gì khác không? À, không quảnh tù xì thì thi bơi. Bơi, bơi rồi. Thi nín thở lâu. Nín thở lâu thì em thua thôi. Trời ơi, em chậm chí thì em thua. Vậy bây giờ thi không thi lặn. Đúng rồi. Candy với Luna chọn ra phần biết đấu đi. Còn gì nữa không? Bơi ngửa bàn đưa nhanh nhất. Lấy gì? Bơi ngửa bàn đưa gì? Ở bên thử đi. Rồi bơi từ đây qua kia, ai mà nhanh nhất thắng. Bơi bình thường đưa. Bơi bình thường đưa nha. Bơi hai em ai đua nhanh qua trước là được lấy quà trước. Rồi đếm nha. Mấy em cổ vũ cho các bạn nha. Cho em đấu với đội 29 điểm. Cho em đấu với đội 29 điểm đi. Đấu với đội 29 điểm hả? Đi về nhà chơi luôn đi. Có 24 điểm rồi đòi đấu 29 điểm. Bây giờ Candy và Luna sẽ bơi từ đây qua bên kia. Ai mà chạm bờ trước là người đó chiến thắng. 1, 2, 3, bắt đầu. Thở nước 10 lần. Bơi qua bển hả? Không, bơi qua đây được rồi. Thở nước 10 lần đi. Bơi qua bển đi anh. Bơi qua bển đúng không? Thở nước 10 lần đi, nghỉ đủ rồi. Kia là thư giãn nghỉ mệt bơi về. Ừ chị đi, tôi mệt lắm rồi. Tôi dùng hết sức lực cho em không muốn thua dễ dàng vậy đâu. Thì trò chơi. Trò chơi. Bạn người cá lé xin đã đến rồi à, khôi phục sức khỏe rồi sao? Con đi rồi nha. Ok, qua đi, Tiêu Ưng tặng quà đi, qua đây. Chào quà. Khoan, để quà lên để Tiêu Ưng trao quà. Bây giờ muốn thầy cá mập trao quà hay Tiêu Ưng trao quà? Ok, phần thi sự kiện. Thôi thầy cá mập đi. Để Tiêu Ưng trao quà cho nha. You have me give the gift for Rồi các bạn sẵn sàng chưa? À, cái bạn Luna là được giải nhất nhưng mà bạn Luna nhường cái phần thưởng thứ nhất dành cho bạn Candy đúng không? Rồi. Nên Candy sẽ là người chọn quà trước. She the first winner. The second. And the third. And Jason đâu rồi? Jason,
Vô lãnh qua. Here the fork. Okay. Vô. Rồi. So I guess they choose what they want. Nè. Em chọn cái nào? Đó. Rồi đưa đưa thầy. Cái này là gì thầy? Thầy. Cái này là gì? Phần thưởng thứ tư. Ok. Rồi. Còn em. Còn món quà cuối cùng là món gì? Cho bé luôn. Bé không có quà hả? Món quà cuối cùng là kính lặng người cá. Những bạn nào chưa có quà, những bạn nào chưa có quà sẽ thi. Thi sẽ lấy kính lặng này, tôi sẽ quăng kính lặng này xuống nước. Bạn nào bơi ra nhanh, lụm được cái kính lặng này là của người đó. Thích cái đó, cho nên em thay đổi. Trời ơi. Lặng mà con thích lặng kia. Không thèm. Cho em. Rồi bắt đầu ra thi. À, còn một cái nữa đeo vô. Còn một cái bao ở trong. Ê, có mang đu cá không thầy? Không có đâu. Em làm rớt ra rồi. Những bạn chưa có quà đâu. Rồi ai chưa có quà nữa? Cái hai người à. Mấy bạn người cá sơ sinh đâu? Em thấy bạn cá không muốn nhận, mấy bạn đó không thích cả. Tình hình câu lạc bộ người cá của chúng ta ngày càng đông nên quà tặng ngày càng khan hiếm. Những cái món quà trang sức do mỹ nhân ngư Simi thiết kế cũng không còn đủ nữa, nên tôi phải mua rất nhiều quà tặng từ bên ngoài để tặng cho các bạn. Đa số là những món quà hỗ trợ cho các bạn trong việc bơi lội lặn biển, tiết kiệm thời gian. Sắp tới tôi còn tặng thêm đuôi cá nữa. Nói về chuyện đuôi cá mới nhớ câu lạc bộ người cá tuần 14 này có sự xuất hiện của thầy cá mập, giám đốc của hiệp hội BDC ở Mỹ. Thầy ấy muốn giám sát chương trình dạy bơi của Tuôn xem có đào tạo người cá đúng tiêu chuẩn quốc tế không. Nếu không đúng sẽ không cho Tuôn làm thầy người cá nữa mà bắt Tuôn qua Mỹ để làm biểu tượng cho tổ chức. Vì hiện tại Tuôn là siêu sao người cá của thế giới. Thầy ấy đang thấy Tuôn làm việc tốn tiền, tốn sức, đào tạo người cá phí thời gian, làm mất hiệu quả. Trong khi có thể kiếm được mấy chục ngàn đô la một tháng ở nước ngoài mà Tuôn ở đây dạy bơi một tháng cho mấy bạn lấy có 1 triệu đồng tiền lời. Còn dạy bơi miễn phí vào thứ bảy nữa chứ. Thì chắc là tình hình qua tháng 8 tôi phải dạy bơi người cá đúng theo quy định của tổ chức rồi. Chứ bây giờ ở Việt Nam có mình tôi là thầy người cá của quốc tế mà tôi dành quá nhiều thời gian công sức. Rồi tổ chức cũng thấy tôi dạy học gì đâu giống phá giá thị trường quá. Thầy cá mập cũng đang rất bực mình vì tôi làm việc với cô cá voi Destiny nữa. Ông nói tôi là thầy người cá mà không tự sản xuất đuôi cá để bán, để dạy cho các em với kinh nghiệm master lặn biển của Tuôn mà không tự làm đuôi cá được hay sao? Làm tốn thời gian nhiều quá. Rồi ổng nghe theo tôi đặt đuôi cá lấy xin này 1 tháng trời cũng không giao hàng. Nên tôi bây giờ phải thiết kế luôn đuôi cá để cung cấp cho tổ chức BDIC ở Mỹ. Tổ chức còn nhiều hiệp hội ở các nước Đông Nam Á và châu Á nữa cũng muốn lấy đuôi cá, nhưng mà không có muốn đuôi cá gắn cái thương hiệu lên. Nên quyết định bắt Tuôn phải sản xuất đuôi cá. Bởi vì Tuôn là thầy người cá mà có kinh nghiệm bơi lặn biển nên am hiểu về cái đuôi cá thiết kế làm sao để tốt cho học viên luyện tập. Thiệt tình tôi rất muốn BA bán đuôi người cá cho công ty Lexini của đệ tử Lexini. Nhưng Lexini nói chỉ bán thương hiệu, không cần bán hàng gia công. Làm bây giờ tôi phải tự làm thêm đuôi cá. Chứ không thôi mấy tổ chức hiệp hội người cá quốc tế tôi đang làm việc, họ gây khó dễ với Tuôn nữa. Khổ ghê vậy đó. Giờ vì yêu cầu của thị trường, của các em người cá, vì tương lai của các bạn trẻ, thương hiệu đồ bơi tiên cá biết tất cả mà men Tuôn phải ra đời. Hôm nay thầy cá mập ngoài việc coi cá Tuôn dạy còn lấy chính cái đuôi cá do Tuôn thiết kế đem đi làm sự kiện ở Nha Trang nữa. Rồi phóng viên đài truyền hình cũng đến mời Tuôn ra ngoài để biểu diễn tùm lum hết. Mà tôi nói rồi, cái chương trình mà biểu diễn quốc tế mấy năm nay là Tuôn không có muốn làm. Tôi muốn đào tạo các em học viên cho các em thành siêu người cá thế giới. Rồi các em muốn đi biểu diễn thì tùy các em. Cứ 1 giờ đồng hồ các em kiếm được 200 đô la biểu diễn ở bất cứ thủy cung hay công viên giải trí gì đó. Cái đó là giá chung mà. Các em thích thì tôi hướng dẫn cho các em để các em làm. Những bạn mà học lấy bằng người cá quốc tế ở Mỹ
nếu mà đi du học á, thì tương lai tươi sáng lắm. Qua Mỹ không có cần phải đi bưng bê, rửa chén, rửa bát cho người ta để kiếm tiền đóng học phí, trở thành người cá học ở đây giá rẻ, có mình tiêu dạy vậy. Thì qua bên Mỹ cũng làm gì làm, vừa kiếm tiền được dễ dàng, vừa đi học thoải mái. Bởi vậy tôi phải suy nghĩ nửa tháng trời mới tạo ra cái đuôi cá bơi siêu nhanh, không phải đuôi người cá mà là đuôi tiên cá luôn. Và chiếc đuôi này đã giúp cho Bentley, siêu diễn viên nhí Việt Nam, từ không biết bơi mặc đuôi cá vô, hôm nay bơi được liền luôn. Cái đuôi cá của Tiêu Quân nó là sự thúc đẩy giúp người thường không biết bơi thành biết bơi trong vòng 1 giờ đồng hồ luyện tập. Tôi phải nghĩ ra tới như vậy để giúp cho các bạn từ chất liệu đến nguyên liệu làm ra đuôi tiên cá. Tình hình các bạn muốn làm người cá ngày càng đông, tôi cũng quá mệt mỏi, nên tôi đang cố gắng luyện tập cho các đệ tử người cá kỹ năng huấn luyện lại người cá mới. Tuần 14 này các bạn sẽ có thêm một tài sản mới, đó là vai trò làm gương của người lớn. Nghĩa là các bạn người cá đi trước phải dạy lại các người cá sơ sinh đến sau, phải làm gương cho các bạn ấy noi theo, chứ không nên hét la ôm sòm như cá chợ nữa. Càng ngày người cá càng đông mà các bạn cứ nói nhiều quá là tôi bó tay, tôi bỏ trốn. Phải có trật tự, tôi nói thì các bạn nghe, tôi nói xong các bạn muốn làm gì làm. Vì tôi nghe phụ huynh góp ý lại, vô đây mà sao thấy các người cá mới chả được dạy dỗ gì cả, thầy thì lo quay phim, còn trò thì la hét. Nên các phụ huynh nào nói như thế cũng thông cảm. Những ai mua đuôi người cá của Tiun đều được dạy bơi miễn phí, với điều kiện các em phải biết bơi trước cái đã. Vô đây Tiun chỉ cho kỹ thuật căn bản để bơi người cá an toàn, không bị dập bẻ, không bị đuối nước. Chứ không phải thứ bảy vô đây Tiun dạy từ A đến Z, từ chiều tới tối cho các bạn người cá mới. Bạn nào bơi tốt sẽ được tặng quà, rồi còn được tham gia sự kiện thi đấu cùng các người cá cũ, và được kèm cặp bơi chung với nhau, có môi trường tốt để các em phát triển tích cực. Tiun đã làm hết sức vì trẻ em Việt Nam rồi, vậy mà thấy người thường làm khó tôi quá luôn. Không có muốn bán đồ bơi người cá, giờ cũng phải sản xuất đuôi cá, bị yêu cầu của cấp trên, của thị trường, đủ thứ. Tiêu ráng làm những điều này vì không muốn thiên nhiên và động vật bị hại. Phải dùng thời gian của mình để giúp người thường thành người cá, chứ Tiêu không phải làm lợi dụng gì cả. Các bạn hiểu giùm nha. Kể từ tuần 14 này, tôi cũng hạn chế thời gian nhận dạy bơi người cá cấp bằng quốc tế lại. Đúng tiêu chuẩn cấp bằng người cá level 1 là 6 giờ đồng hồ thôi, level 2 cũng là 6 giờ đồng hồ, chứ không dạy suốt cả tháng được nữa. Bạn nào học đủ 6 tiếng thì cứ luyện tập 1 tháng, để rồi cuối tháng mình sẽ tập trung lại, rồi mình thi vào buổi chiều, tổ chức thi cấp bằng quốc tế một lần. Quan trọng hơn là tuần 14 này tôi bắt đầu tặng quà có giá trị hơn rồi đó. Có thể là bởi vì tôi đã sản xuất được đuôi tiên cá rồi, da tiên cá, đồ bơi tiên cá nữa, thời trang tiên cá nữa, nên tôi sẽ tặng quà thoải mái luôn. Tôi cũng không còn sợ thiếu phương tiện để giúp các bạn thành tiên cá nữa. Ok, vậy nha, hẹn gặp lại các bạn người cá tuần 15. Cái mắt kính này là phải có thêm ống thở. Rồi bắt đầu, các em được quyền chơi tự do. Kết thúc chương trình câu lạc bộ người cá tuần 14.